mở bóng sang phải và bây giờ là tốc độ của Xuân Mạnh. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Vào. Xuân Mạnh quả thực là đang thăng hoa. Văn Đức. Xuân Mạnh vẫn duy trì cho mình một trạng thái thi đấu ổn định. Bóng đã chạm vào tay của Xuân Mạnh và đó là lý do tại sao mà trọng tài Đức Cảnh thổi phạt. Xuân Mạnh đã có tới hơn 1.465 phút trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội trước khi trận đấu này diễn ra. Anh cũng đã đóng góp 2 bàn thắng và 4 kiến tạo. Trọng tài đã thổi phạt Brandon Wilson, anh phạm lỗi với Victor Lê. Sẽ có một quả đá phạt được dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Cơ hội đánh đầu. Vào. Không, Thành Trung cũng đã ra dấu với trọng tài biên. Anh cho rằng là mình không việt vị. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Nhưng trái với ý nghĩ của Thành Trung, anh đã rơi vào vị trí việt vị mất rồi. Từ góc máy rồi, vừa rồi thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Có chẳng vấn đề với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào lúc này là họ không thể lên bóng tấn công. Văn Quyết mở bóng sang cánh phải dành cho Xuân Mạnh. Văn Quyết tiếp tục di chuyển. Còn bây giờ thì Xuân Mạnh cố gắng vượt qua Viết Triều. Vẫn là Xuân Mạnh. Đưa bóng vào. Bruno là người đã phá bóng ra cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bruno cùng với Bùi Văn Đức là những cầu thủ đã góp mặt trong đủ 15 trận đấu, bao gồm cả trận đấu này. Thành Trung. Việc câu lạc bộ Hà Nội mang về những tân binh đắt giá và tiềm năng trong quãng thời gian gần đây cũng cho thấy mục tiêu là họ vẫn sẽ rất quyết tâm trong một hành trình có thể bám đuổi được với những đội bóng đang dẫn đầu bảng và thậm chí là cạnh tranh cho chức vô địch. Lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội, đó là Dennison Junior mở bóng sang phải và bây giờ là tốc độ của Xuân Mạnh. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Vào. Xuân Mạnh quả thực là đang thăng hoa. Còn người được hưởng lợi ở phía trong đó là Ta Quê. Thành Tùng một lần nữa bị đánh bại, nhưng lần này không phải là sai lầm của anh, bởi đó là một pha bóng mà các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã lên bóng nhanh với một đường truyền thông minh của Dennison Junior. Trước đó anh đã có một động thái xử lý Rulit thành công và sau đó là mở bóng rất nhanh cho Xuân Mạnh. Đường truyền vào của Xuân Mạnh là ấn tượng. Bóng có vẻ như là đã khẽ sượt qua chân của Bùi Văn Đức, nhưng vẫn có thể đến với vị trí của Ta Quê. Và đó là một tình huống bay người đánh đầu của ngoại binh bên phía câu lạc bộ Hà Nội, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Một màn thể hiện chắc chắn là sẽ khiến cho huấn luyện viên Philippe Chuxie ưng ý đến từ Phạm Xuân Mạnh. Nhưng cú đá sau cùng của Dennison Junior đã đập vào chân của Bùi Văn Đức. Và đá phạt góc được dành cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Khí thế của Hà Nội FC đang lên rất cao. Đưa bóng vào. Phạt góc dành cho các cầu thủ Hà Nội. Xuân Mạnh cũng đã có được một bàn thắng bằng đầu trong trận đấu mà Hà Nội FC đã để thua trước Thép Xanh Nam Định tại Nai World V-League 2023-2024. Giờ thì Gopay đã nhường lại vị trí của mình cho Ibarra. Và người hâm mộ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chờ đợi rằng bộ đôi ngoại binh của họ trên hàng công có thể tạo ra được sự khác biệt như trên sân vận động 19 tháng 8. Bùi Văn Đức bị thổi phạt
sau tình huống anh tranh chấp với Xuân Mạnh. Trong hiệp 1 thì Bùi Văn Đức đã gặp nhiều khó khăn và cũng không có nhiều những tình huống dâng cao, bởi anh ý thức được rằng đang phải đối đầu với một cầu thủ đang có một phong độ ấn tượng như là Xuân Mạnh. Văn Quyết sẽ thực hiện quả đá phạt này cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Sau 350 trận đấu thì Văn Quyết đã có được 154 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội. Chắc chắn là anh sẽ cố gắng hướng đến một cột mốc nào đó, cụ thể bằng một bàn thắng trong trận đấu này. Như vậy là Xuân Hùng đã ra dấu là anh không thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta cũng đã thấy được cái ra dấu đến từ Lương Xuân Trường. Lên bóng dành cho đội chủ nhà. Những pha xử lý quen thuộc của Xuân Mạnh. Văn Quyết tiếp tục phối hợp với Xuân Mạnh. Hùng Dũng đã có chủ động thả bóng về phía sau nhưng không có đồng đội nào của anh đón lõng cả. Đình Hải cắt được bóng. Vẫn là Đình Hải. Không được. Hai pha thả bóng liên tiếp của Hùng Dũng nhưng đều không thành công. Xuân Trường. Và can thiệp tốt của Brandon Wilson. Bây giờ là Văn Quyết. Quả tạt của Văn Quyết vào phía trong. Tague rồi Dennison Junior không thực sự sẵn sàng để xâm nhập sâu xuống. Còn Ngọc Thắng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là người đánh đầu pha bóng. Đỗ Văn Toàn sẽ thực hiện quả đá phạt góc này cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Brandon Wilson. Cú đá đưa trái bóng đi quá cao. Tốc độ của Xuân Mạnh. Anh đã phạm lỗi với Vũ Viết Triều. Hy vọng sẽ ổn với Xuân Mạnh sau pha va chạm với Viết Triều và sau đó là cả Bruno. Không như vậy là Xuân Mạnh đã cố gắng tăng tốc thật nhanh. Nó khiến cho anh bị đau. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn với Xuân Mạnh. Tuần lễ vừa qua thì chúng ta đã nói đến rất nhiều về những chiếc xe cứu thương rồi. Với rất nhiều những vết đau của Tuấn Hải, của Bùi Hoàng Việt Anh, rồi cả thủ thành Văn Việt của Sông Lam Nghệ An nữa. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn với Xuân Mạnh. Và lúc này thì Xuân Mạnh sẽ là một nhân tố rất quan trọng trong chiến lược của huấn luyện viên Philippe Chu-xie với hai trận đấu quan trọng ở vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Xuân Mạnh đã có thể đứng dậy được rồi. Chắc chắn rồi sẽ có sự lo lắng. Danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia mới được công bố vào ngày hôm qua. Và nếu như mà Xuân Mạnh không thể góp mặt thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn. Việt vị rồi. Bùi Văn Đức đã rời vào vị trí việt vị. Như vậy là Đức Anh cùng với Văn Xuân là những cầu thủ được tung vào sân bên phía câu lạc bộ Hà Nội để thay thế cho hai cầu thủ đã thi đấu ở hai hành lang cánh kể từ đầu trận, đó là Đình Hải và Xuân Mạnh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.